Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ta tạ ơn Chúa. Amen. Vì sau lời cảm tạ, Chúa cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Dù rằng có một số anh em chúng ta bị cảm, nhưng mà tôi cũng bắt lấy điều này để chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta sống, Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta có ba phần. Đó là phần linh hồn, phần hồn và phần thể xác của chúng ta. Nhưng có một số anh em chúng ta đã không biết được điều này. Cho nên khi chúng ta bị cảm đó, chúng ta làm cho tâm linh của chúng ta chung xuống hoàn toàn luôn. Và đây là một cái cách mà ma quỷ đã tấn công chúng ta rất là nhiều. Nếu ở tại đây chúng ta không thắng được bệnh tật, thì khi chúng ta trở về lại cộng đồng của chúng ta đấy, thì tôi nói anh em rằng rất là nhanh, tích tắc chúng ta sẽ xa bại. Bởi vì chúng ta không biết là chúng ta sống về tâm linh. Amen. Amen. Chúng ta thờ phụng Chúa bằng tâm linh. Thân thể chúng ta có thể mỏi mệt, thân thể chúng ta có thể bị bệnh tật. Nhưng hãy nhớ một điều rằng tâm linh của chúng ta phải mạnh mẽ, phải có sự hiện diện của Chúa để chúng ta thắng hơn sự yếu đuối đó. Amen. Amen. Anh em biết rằng cái công suất của anh em làm việc không bằng tôi trong cái dòng chảy của lễ cảm tạ, phải không? Phải không? Năng lực anh em bỏ ra không bằng tôi. Và sau khi lễ cảm tạ xong thì tôi cũng đuối, tôi cũng mệt. Nhưng mà tôi biết được một điều, đó là tôi sống không phải bằng cái xác thịt này. Tôi sống bằng tâm linh của tôi. Amen. Amen. Mà tâm linh là nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở nơi đó. Và khi một con người có tâm linh mạnh mẽ, thì tâm linh mạnh mẽ đó sẽ chi phối phần tâm trí. Phần hồn của chúng ta, tâm trí là suy nghĩ của chúng ta, đúng không? Đúng không? Chúng ta thấy khi chúng ta bệnh tật, suy nghĩ chúng ta đầy sự tiêu cực. Và đây là cái cách ma quỷ tấn công chúng ta. Và tôi luôn luôn nhắc nhở anh em rằng, khi chúng ta coi bộ phim Thế Giới Đó Đây đó, chúng ta thấy con rắn mà nó bắt con chuột á, nó nuốt cái phần nào trước? Nó luôn luôn nuốt cái phần đầu trước. Bất cứ con vật nào, ăn con vật nào cũng vậy đó, nó ăn phần đầu trước, phải không ạ? Thì phần đầu nó lên phần rất là quan trọng về phần hồn của chúng ta, về trí khôn của chúng ta, về suy nghĩ của chúng ta, về cảm xúc của chúng ta ấy nè. Đó là sau lễ cảm tạ xong, có những anh em thì có gia đình vào thăm, họ ra về, cái chúng ta bị hụt đi. Và đây là cái cách mà ma quỷ nó tấn công chúng ta rất là nhiều. Và những ngày qua tôi để ý, những anh em có phụ huynh, có vợ con vào thăm, và tôi biết ngay là người đó sống bằng tâm linh hay sống bằng xác thịt. Có những anh em sau khi vợ con mình về một cái là mình rớt xuống một cái, giống như ở trên bầu trời rớt xuống cái bịch vậy đó, mất hết tất cả. Và điều đó là chúng ta thấy rằng chúng ta không phải sống thật sự nghiêm túc, và chúng ta để cho ma quỷ nó tấn công chúng ta một cách rất là dễ dàng, nó bắt lấy chúng ta. Và tôi nói anh em rằng ở đây mà chúng ta còn không hiểu được lẽ thật này, thì khi chúng ta về gia đình của chúng ta đó, nhấp nháy thôi chúng ta sẽ phạm tội và chúng ta sẽ sa ngã trở lại bằng cách nào đó. Đây là cái trường huấn luyện, đúng không ạ? Amen. Đây là trường huấn luyện mà chúng ta không vận dụng cơ hội để chúng ta tập rèn, tập luyện, thì tôi nói em rằng chúng ta sẽ không bao giờ đắc thắng được. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta sẽ không bao giờ đắc thắng được. Tôi lặp lại, Đức Chúa Trời dựng ta ba phần: linh, hồn và thân xác. Amen không? Và chúng ta để ý giùm tôi, gần đây tôi thông công với thầy Sơn và thầy Hương. Chúng ta nhìn vào cách mà Đức Chúa Trời sáng tạo lên con người trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Đoạn 1 và đoạn 2. Đoạn 1, mạng lệnh của Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, phải không ạ? Và sau đó Đức Chúa Trời bắt đầu lấy đất sét nắn lên hình hài của một con người, đúng không ạ? Amen. Nhưng mà chúng ta để ý này, nếu sau khi nắn xong hình hài một con người có mũi, có mắt, có tóc, và tôi tin tắt tóc lúc mà nắn lên hình hài con người đó, tóc không có màu đen đâu, tóc vẫn là màu đất sét. Amen. Răng của chúng ta cũng màu đất sét, có phải không? Nhưng mà chúng ta để ý này, khi Đức Chúa Trời hà sanh khí của Ngài vào lỗ mũi của con người, thì Kinh Thánh Chúa lúc đầu nói rằng là loài người trở nên một loài sanh linh. Amen. Là một tạo vật rất sống động.
Anh em, khi tôi nhìn một con người, tôi có thể biết họ, đời sống thuộc linh của họ như thế nào. Một con người không năng động trong Chúa, một con người không năng động trong Chúa, một con người chỉ năng động theo phần hồn của mình, đó là khi người nhà mình vào thì mình vui, mình tung tăng, mình nhí nhảnh như con cá cảnh. Nhưng mà sau khi họ rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, amen. Những cái vấn đề đó, chúng ta bước đi sau cái ngày lễ cảm tạ như thế nào mới là điều đáng nói, amen. Amen. Có nhiều anh em đã đi vào trung tâm rất nhiều lần rồi và vẫn không thắng được cái trận chiến này. Và tôi lặp lại trong danh của Chúa Giêsu rằng nếu chúng ta ở đây mà chúng ta không thắng được cái cảm xúc đó, linh của chúng ta phải thắng được nó, amen. Amen. Và anh em để ý, đất sét, hình hài đất sét đó chỉ chuyển động khi sanh khí của Đức Chúa Trời là sự sống của Đức Chúa Trời, amen, hà vào lỗ mũi của hình hài bằng đất sét đó. Thì Kinh Thánh cho nó là loài người trở nên một loài sinh linh. Tôi nhìn anh em, tôi có thể biết anh em có sự sống của Chúa hay không. Có rất nhiều anh em bị bệnh cảm, nhưng chúng ta hãy nhớ một điều rằng một người có sự sống là một người đẩy lui bệnh tật đó đi, amen. Cho tôi nghe chị, amen. Bởi trong chúng ta có Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là sự sống, cho tôi nghe chị, amen. Mà chúng ta không thắng được, chúng ta bắt đầu nằm bếch lên. Chúng ta thật sự không vận dụng đức tin để chiến thắng nó, thì sự yếu đuối bắt đầu diễn ra. Và khi sự yếu đuối bắt đầu diễn ra rồi, khi một con người ta bắt đầu yếu đuối thì kháng thể trong con người đó cũng yếu, phải không ạ? Có phải không ạ? Đời sống thuộc linh cũng y như vậy đó anh em. Khi một người bắt đầu yếu đuối, suy nghĩ của họ yếu đuối, cái nhìn của họ yếu đuối, amen. Amen. Tư tưởng họ luôn luôn nghĩ về tất cả là tiêu cực hết. Cho nên hãy chăm sóc đời sống thuộc linh của chúng ta bằng lời Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Sau khi tôi lấy lại sức, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi bắt đầu dành thời gian đọc Kinh Thánh. Tối hôm qua sau khi anh em nằm đi ngủ rồi, tôi thức, tôi cầu nguyện. Tôi đi ra đi vào, tôi cầu nguyện với Chúa. Cho tới 11 giờ tôi bắt đầu mới đi ngủ. Và 4 giờ sáng tôi được Chúa đến Thánh Linh đánh thức dậy và tôi bật dậy. Sau khi tôi cầu nguyện trên 5 rưỡi, suy gẫm lời của Chúa, tôi nằm thiếp một chút. Anh em, tôi nuôi mình, tôi nuôi cái đời sống thuộc linh của mình, chứ tôi không nuôi cái thể xác này. Amen. Chúng ta sống là nhờ tâm linh. Cho nên chúng ta phải quyết định và sống bằng đời sống thuộc linh. Đừng để ý những điều gì thuộc về thuộc thể. Vì cái đó mà sứ đồ Phaolô nói gì? Dầu người bề ngoài hư hoại, có thể là bị bệnh tật, người bề ngoài có thể bị bệnh tật, em ơi, thân xác này có thể bị bệnh tật, nhưng mà người bề trong phải đổi mới của là gì? Mỗi ngày phải mạnh mẽ, cho tôi nghe chị, em ơi. Và Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 4:34, đó là Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm linh này, chứ không lại không phải lấy cái thể xác này, amen không ạ? Không phải lấy cái thể xác này, lấy tâm linh. À, trong chương trình lễ cấm tạ chúng ta bùng nổ, nhảy múa ca ngợi, nhưng sau khi lễ cấm tạ, tâm linh chúng ta còn bùng nổ hay không, có là gì đáng bàn, em ơi. Có nhiều anh em bắt đầu chung xuống, bởi vì anh em đã quên mất đi là chúng ta có 3 phần: linh, hồn và thể xác. Đức Chúa Trời sống trong linh, amen, amen. Chứ Ngài không sống trong cái xác thịt này, Ngài sống trong linh của chúng ta, amen. Và khi một người đầy dẫy sự nghiệp của Chúa, người đó sẽ bùng lên, sẽ sống rất là mạnh mẽ, hallelujah, và bước đi đầy dẫy đức tin. Và sáng nay chúng ta có lời của Chúa, chúng ta cùng nhau đến với một số câu Kinh Thánh. Tôi xin đọc, chúng ta cùng nhau dỡ ra Mác đoạn 2 câu số 5. Mác đoạn 2 câu số 5, chúng ta đọc chung câu Thánh này. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúng ta đến với Luca đoạn 7 câu 9.
Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Chúng ta đến với công vụ đoạn 14, câu số 9. Người ngồi và nghe Phaolô giảng, Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được. Sáng nay với những câu kinh thánh này, Chúa Thánh Linh cho tôi cái chủ đề để cùng học lời của Chúa chung với anh em. Đó là Chúa thấy đức tin họ. Tôi lặp lại chủ đề sáng nay. Đó là Chúa thấy đức tin họ. Theo anh em, đức tin chúng ta có thể thấy được không? Tôi câu trả lời ạ. Theo anh em, đức tin chúng ta có thể thấy được không? Thấy được không? Được. Được thì Thánh Kinh mới nói chứ. Amen. Amen. Chúng ta lấy ba câu kinh thánh với ba bối cảnh, ba câu chuyện khác nhau trong Thánh Kinh. Bốn người khiêng một người bại đến và họ thấy không còn chỗ bước vào căn nhà đó nữa, nè. Và bốn người đã bàn với nhau dỡ mấy nhà, dông người bại xuống. Câu chuyện thứ hai đó là một người thầy đội có một đứa đầy tớ bị đau rất nặng, phải không ạ? Amen. Và ông đến, ông xin Chúa đến nhà ông, ông mời Chúa đến nhà ông để chữa lành cho đứa đầy tớ của ông. Nhưng Chúa nói gì? Vâng, ta sẽ đi. Nhưng sau đó ông đã đổi ý. Ông nói gì? Thầy ạ, con không đáng rước thầy vào nhà, xin thầy chỉ phán một lời thì đứa đầy tớ tôi sẽ được lành. Amen. Và ông bắt đầu lý luận với Chúa rằng: Tôi ở dưới quyền của kẻ khác. Anh em để ý cái lý luận của thầy đội. Tôi ở dưới quyền của kẻ khác. Có là ông biết ông ở dưới quyền một con người, một người lãnh đạo. Và người lãnh đạo bảo ông làm gì, ông làm cái đó. Amen. Và ông cũng nói gì? Ở dưới tôi cũng có những đầy tớ khác nữa. Tôi biểu tên này hãy đến đây thì nó đến. Tôi biểu tên này hãy làm việc này thì nó làm. Tôi biểu tên này hãy ngồi xuống thì nó ngồi xuống, phải không ạ? Amen. Và cái lập luận đó đã đẩy ông đến cái chỗ gì? Ông không muốn mời Chúa vào nhà. Ông muốn Chúa chỉ phán một lời. Ông muốn nói với Chúa một điều rằng ông ở dưới quyền của Chúa. Tôi nghe chị amen. Con trai này tốt của ông ở dưới quyền của Chúa Giêsu. Amen. Và khi một người ở dưới quyền thì cái lời của người có thẩm quyền rất quan trọng trên người đó. Tôi nghe chị amen. Vì cái đó mà ông nói với Chúa rằng: Tôi không đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thôi thì đứa này tớ tôi sẽ được lành. Vì cái đó, trước cái lời lập luận đó, Chúa Giêsu nói trong câu 9 của Luca đoạn 7. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, nghe những lời lập luận đó. Chúa Giêsu lấy làm lạ cho thầy đội, làm lạ lên ngạc nhiên đó. Thầy đội đã làm cho Ngài ngạc nhiên. Tôi xin hỏi, anh em và tôi có làm cho Ngài ngạc nhiên không? Hay là anh em và tôi làm cho Ngài hoảng kinh sợ, bởi vì Ngài thấy chúng ta chẳng có đức tin gì cả nè. Bao người tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa Giêsu của chúng ta, Đức Thánh Linh là đấng mà chúng ta tin, đấng đang ở trong ở với chúng ta, là đấng đầy dẫy quyền năng nào, đấng làm được tất cả mọi điều nào. Anh em, cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em, đức tin chúng ta có thể thấy được, chúng ta cảm nhận được. Amen. Một người có đức tin và một người không có đức tin, chúng ta có thể thấy được người có đức tin và người không có đức tin. Amen. Amen. Và điều đầu tiên tôi chia sẻ trong Luca đoạn 7 này, Chúa Giêsu thấy đức tin của thầy đội qua cái gì ạ? Qua lập luận của ông, qua lời nói của ông. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Một người có đức tin không bao giờ nói những lời tiêu cực. Dạ các bác cho em xin chữ amen. Một người có đức tin không bao giờ nói những lời tiêu cực. Một người có đức tin không bao giờ nói chống lại lời của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ amen. Một người có đức tin không bao giờ nói mà thiếu sự hiểu biết. Tôi lấy cái lập luận này của thầy đội với Chúa Giêsu. Thế anh em, người thầy đội lập luận với Chúa Giêsu
lập luận của thầy đội là một sự hiểu biết không? Sự hiểu biết không? Ngày nay có nhiều người nói suông không à? Họ có đức tin. Và lời nói họ, tôi sống, tôi để ý họ, toàn là những lời nói suông. Nói mà không hiểu biết. Nói như Phi-e-rơ vậy đó, trên đỉnh núi hóa hình. Khi ông thấy Chúa Giê-xu hóa hình, rồi Mô-xê và Ê-li-a nói chuyện với thầy của mình. Amen. Và ông nói với thầy, thầy, ở đây vinh quang quá. Thôi, để chúng tôi đóng ba cái trại. Một cái cho thầy, một cái cho Ê-li, một cái cho Mô-xê. Đến nỗi họ không biết là họ ở đâu luôn. Và cái thánh chép rằng rất rõ luôn. Cái thánh nói trong Ma-thi-ơ đoạn 16 gì? Phi-e-rơ nói mà không biết mình nói gì. Anh em ngày nay có nhiều người nói, họ nói nghe rất là thiêng liêng, nhưng thực sự họ không biết họ đang nói cái gì. Họ nói để lấy lòng vợ của mình, họ nói để lấy lòng người khác, họ nói để lấy lòng người thầy của mình, họ nói để cho được cái câu chuyện của họ nè. Chứ không phải họ nói để Chúa nghe và Chúa thấy đức tin của họ. Tôi nghe chị em em, hai lĩnh vực này khác nhau. Anh em có thể lắm những ngày qua chúng ta nói suông nhiều lắm. Chúng ta nói Chúa Giê-xu chữa lành, nhưng khi ta gặp bệnh tật, chúng ta bắt đầu giật mình ngay. Đó là chúng ta đã không thực sự nhờ cậy Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta nói Chúa giải quyết hết mọi nan đề, nhưng khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta bắt đầu không nhờ cậy Ngài. Amen. Hoặc giả chúng ta sẽ dạy người khác, tin ơi, tin cậy Chúa Giê-xu đi, vì Chúa Giê-xu giải quyết hết mọi nan đề. Nhưng khi chúng ta dạy người khác, ta nói hay lắm, chúng ta nói giỏi lắm, nhưng mà khi chính mình gặp nan đề thì mình thấy rằng tất cả những lời nói của mình cho với người khác là lời nói suông hết. Tôi nghe chưa? Amen. Bao nhiêu người thừa nhận điều này? Bao nhiêu người thừa nhận điều này? Nên dường như chúng ta theo Chúa mà chúng ta theo bằng cái lời nói suông không? Anh em đừng như người trai trẻ giàu có. Ta nhớ câu chuyện này phải không? Ông đến nói gì? Lại thầy, chúng tôi phải làm gì cho được sự sống đời đời? Phải không? Và Chúa nói gì? Giữ các điều răn. Ông nói điều răn nào? Chúa nói đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm, đừng nói dối, v.v. Chúa nói gì? Ông là trả lời với Chúa nói gì? Thầy à, những điều đó tôi giữ nó từ khi còn nhỏ kìa. Nhưng khi Chúa bắt đầu thử đức tin của con người này, Chúa nói gì? Ngươi còn thiếu một điều. Hãy về bán gia tài mà chia cho kẻ nghèo, phải không ạ? Người này về làm theo lời của Chúa Giê-xu hay là như thế nào anh em? Ồ, người này ban đầu đến với Chúa là hớn hở lắm. À, đến với Chúa hớn hở lắm, bắt bí Chúa mà. À, hớn hở lắm, đến với trung tâm giải cứu hớn hở lắm. Phải không? Nhưng mà khi đụng đến phải lời của Chúa Trời, chúng ta thấy rằng mình suông hết. Mình chẳng qua là bốc phét. Mình chẳng qua là nói những cái lời trên đầu môi chút lưỡi không à. Không thật với Chúa. Người trẻ giàu có nghe bán gia tài, Kinh Thánh chép rằng ông đi ra lòng rất buồn. Anh ta lặp lại cái điều thứ nhất chúng ta học. Đức tin chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta sẽ cảm nhận được. Amen. Và cái điều quan trọng đó chúng ta phải để cho Chúa thấy đức tin của tôi và anh em. Ai cũng có năng đề. Tôi chưa bao giờ giảng nói rằng tôi không có năng đề. Tôi có năng đề. Nhưng mà để tôi thấy Đức Chúa Trời can thiệp vào năng đề của tôi, giải quyết năng đề cho tôi, thì buộc tôi phải có đức tin. Amen. Mà tôi không nói đức tin xuống được, tôi phải để cho Chúa thấy tôi có đức tin bằng lời nói của tôi. Amen. Trong cái năng đề đó. Amen. Bao nhiêu người thừa nhận rằng trong năng đề, thay vì chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời cho năng đề đó. Amen. Trong bệnh tật ta nói về lời của sự chữa lành cho bệnh tật của chúng ta. Trong nghịch cảnh ta nói những cái lời giải quyết nan đề. Amen. Chúng ta tháo gỡ nan đề. Nhưng ngược lại, chúng ta lại nói những lời nói làm cho nan đề trở nên khó khăn hơn. Chúng ta làm cho nan đề trở nên càng bế tắc hơn. Sống chết cho nên quyền của lưỡi, đúng không? Đúng không? Gia Cơ nói cái chiếc tàu to cỡ nào, hạm đội của Mỹ to cỡ nào, cái bánh lái của nó cũng bằng một phần mấy triệu của chiếc tàu đó, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy cái bánh lái nó nhỏ, nhưng mà nó bẻ qua hướng nào thì tàu phải đi theo hướng đó. Lưỡi của chúng ta là một quan thể rất nhỏ, phải không ạ?
nhưng mà khoe được những việc lớn. Chúng ta thấy người thay đổi. Ông nói tôi không đáng rước Chúa vào nhà. Đức tin của ông em, đầy đức tin em ơi. Nhưng đức tin của ông lập luận quá những sự biết mà ông nói thành lời luôn. Ông nói tôi ở dưới quyền của kẻ khác và tôi cũng ở trên những kẻ khác, những kẻ khác ở dưới quyền của tôi. Tôi bị tên này làm điều này, tôi bị tên này kia đi công việc cho tôi bị tên này lái xe chở tôi đi thì nó sẽ chở tôi đi. Ông biết một điều rằng ông ở dưới quyền của Chúa. Chúa chỉ phá một lời thì bệnh tật trên gia đình của ông biến mất. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Nhưng anh em thấy đó, ngày nay tôi và anh em chỉ nói suông, nói những cái lời nói không hiểu biết. Bao nhiêu người thừa nhận rằng có nhiều khiến ta nói lời Chúa mà lòng chúng ta không tin. Ta nói lời Chúa mà lòng ta không tin. Và tôi làm chứng cho anh em. Như trong lời cảm tạ, phước hạnh đến thuộc linh thì tôi, anh em thấy tràn ngập, ai năm nay cũng được phước. Và tôi thỏa lòng, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã nhập lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Và tôi đã nói với anh em là họ bỏ tiền mua vé máy bay ở mọi nơi vào đây. Chúng ta phải lo để họ nhận lãnh được thuộc linh. Amen. Và cảm ơn Chúa họ đã nhận lãnh được nhiều ân phước thuộc linh. Có một người chị em mà còn nói tối 24 ta nghỉ mà. Và tối đó họ ra gặp tôi nói gì? Thầy ơi tối nay không giống con cảm thấy trống vắng quá. Vì ba đêm liên tục âm âm, sống động. Đêm nay con không giống con cảm thấy nó sao sao á. Chúng ta thấy không? Họ vào họ được Chúa đụng chạm họ. Amen. Có người còn nói với tôi con tiếc quá. Con chỉ làm bắp tên nhưng mà không ai giải thích cho con để con đăng ký con làm bắp tên. Và khi con thấy, con ngồi con thấy thầy làm bắp tên và thầy chia sẻ lời của Chúa, lòng con nuối tiếc quá chừng. Bởi về phước, ân phước thuộc thể. Tôi nói có nhà của tôi, cô Phương đã có những toan tính. Vì cô nói với tôi rằng em thấy anh có tuổi rồi, em muốn bán nhà để mua xe cho anh đi. Tôi nói có cô này. Mà câu chuyện là tôi đã giảng nhiều lần rồi phải không ạ? Cô yêu tôi đến mức độ như vậy. Mà tôi trả lời với nhà của tôi nói em à, anh cảm ơn em. Nhưng mà cái giải pháp đó không phải đến từ Chúa. Rồi con gái của tôi nói, ba ơi con thấy cái gì ba cầu nguyện Chúa cũng đáp lời. Chiếc xe ba cũng cầu nguyện sau mấy năm, hơn 10 năm nay chẳng thấy Chúa đáp lời. Tôi nói chuyện với con, tôi nói chuyện với nhà tôi. Ba tin sẽ đến một ngày Chúa dùng một người cầm chìa khóa, cầm giấy tờ xe đến giao cho ba và nói rằng Chúa bảo tôi làm điều này cho một sự. Chúa nghe không anh em? Bao nhiêu người nghĩ rằng, tin rằng Chúa nghe cái lời tôi nói với anh? 17 năm rồi anh em. 17 năm. Anh em thấy rằng tôi cần một phương tiện đi lại. Nếu một người khác khi nhà tôi, vợ mà đòi bán nhà, tôi nghĩ rằng amen, amen. Amen. Mua xe đúng rồi đó em. Cùng tôi tưởng lớn với anh. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng vợ con bán nhà để mua xe cho con. Anh thấy không? Tôi đã không quyết định điều đó. Và tôi nói để cho Đức Chúa Trời thấy rằng tôi tin nơi phép lạ từ Ngài. 17 năm nhiều lần nhiều lúc, giấc mơ đó dường như quên lãng. Nhưng Chúa cứ khơi dậy trong tôi. Giấc mơ đó cứ khơi dậy trong tôi. Và anh biết điều gì không? Cách đây gần 2 tháng khi tôi ra Hà Nội, một cặp vợ chồng Liêm Hồng chở vợ chồng tôi, chúng tôi đi ăn. Mà người em này trước đây nói với tôi rằng là bố đừng có mua xe gì nha, bố đừng có mua gì hết đó. Để các con chở bố đi. Bố cũng có tuổi năm mươi mấy, năm bảy, năm tám tuổi rồi. Nhưng lần vừa rồi tôi ra, chở tôi đi ăn miếng ngang nói gì? Con nghĩ bố nên mua xe đi. Tôi nói rằng ôi, thằng con của mình sao dạo này, trước đây nó bảo mình đừng mua, bây giờ nó lại khuyên mình mua xe. Cái tôi ngồi tôi nói chuyện về xe cổ, tôi đâu biết về xe cổ tôi. Thật sự tôi không biết một chấm mấy là có nghĩa gì, hai chấm mấy có nghĩa gì. Tôi chỉ biết công vụ 1.8. Tôi chỉ biết Matthew đoạn 28:19-20. Tôi chỉ biết Mark đoạn 16:15-17. Amen. Tôi chỉ biết Jose
1.8 mã lực. Tôi chẳng biết gì về xe cộ. Và gì? Ăn sáng xong vào phòng nhóm. Hãy biết gì? Thờ phượng Chúa xong. Tôi thờ phượng ngọt cao với Chúa xong, tôi quay lại. Tôi định ngồi xuống thì tôi thấy một chiếc xe mô hình. Xe mô hình, xe em bé chơi thôi. Vâng, là bạn của Thơm mới tin Chúa đó. Vừa rồi vụt nhắc lại. Còn nhớ cái chuyện đó thầy. Thầy có giảng, thầy có nói. Tôi thấy chiếc xe mô hình. Tôi cầm xe mô hình, tôi nói Chúa, sáng nay người em con thuộc linh con mới bảo con mua xe. Bây giờ Chúa gửi con đến một chiếc xe mô hình rồi. Và tôi đây tôi làm chứng. Và tôi vẫn nói với Chúa rằng con tin phép lạ đã xảy ra. Và mùa lễ cảm tạ này thật là một lễ Chúa minh chứng. Chúa thấy đức tin khi Ngài nghe chúng ta nói trong nghịch cảnh. Amen. 17 năm. Anh em xem lại đi. Hãy cẩn thận. Tại sao ta không nhận lãnh một ơn phước nào cả? Tại sao ta đi với Chúa bao lâu đó, bao lâu đó, bao lâu nay rồi? Và chúng ta không kinh nghiệm được những phép lạ này, phép lạ kia. Đôi khi ta nghe người khác làm chứng, ta nói, ủa Chúa ơi sao kỳ vậy? Đức Chúa Trời của người đó sao lạ lùng vậy? Đức Chúa Trời của con sao nghèo thế? Đức Chúa Trời của người đó sao phép lạ vậy? Đức Chúa Trời của con sao mà nghèo thiếu quá vậy? Tại sao Đức Chúa Trời của người đó đã giúp người đó đắc thắng và hưởng phước lành của Chúa? Tại sao con cũng tin một Đức Chúa Trời mà con chẳng thấy điều gì cả? Bởi vì Chúa đã nghe quá nhiều điều lời nói suông, lời nói thiếu hiểu biết của tôi và anh em. Tất cả chị amen. Đặc biệt anh em, Chúa luôn thử chúng ta nhé. Abraham đã không nói lời đức tin khi Chúa hứa ông vào giờ này năm sau ngươi sẽ có một đứa con phải không ạ? Có phải không? Và ông đã thật sự không có đức tin. Cho nên ông có thể lau bầu. Ông nói em à, Chúa hứa với anh là vào giờ này năm sau anh sẽ có con. Còn đặt tên là Cười nữa hả? Mà sao bây giờ mỗi ngày ăn sờ bụng em chẳng thấy có gì hết? Hay không, cái này Chúa phán nhầm rồi. Ngày này có nhiều người đi theo Chúa rồi. Chắc là Chúa nói vậy Chúa không có làm đâu. Lời nói đó Chúa nghe. Và Dân Số Ký đoạn 14 câu 28 là Chúa nói gì? Chúa sẽ đãi chúng ta tùy theo điều Chúa nghe miệng chúng ta nói. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, tôi cần đi với Chúa, tôi cần kính sợ Chúa trong từng lời nói của tôi trong nghịch cảnh. Bởi tôi biết rằng tôi nói Chúa nghe. Amen. Tôi nói lời đức tin Chúa nghe. Tôi nói lời vô tín Chúa nghe. Và Chúa sẽ ban thưởng cho tôi theo cách, hai cách mà Chúa nghe. Một, Chúa sẽ ban thưởng tôi khi tôi thấy, Chúa thấy tôi có đức tin qua lời nói giống thay đổi này. Amen. Hai là tôi nói lời vô tín giống như người trai trẻ giàu có, phải không? Có phải không? Và thế là chúng ta nhận hậu quả, một trong hai. Một là ta nhận kết quả, hai là chúng ta nhận hậu quả. Thế thì tối sáng nay chúng ta chọn lựa điều gì? Sau mùa lễ cảm tạ, hãy nhớ rằng cả trung tâm các con đã đầu tư thời gian, sức lực, công sức vào đó. Amen. Amen. Chúa biết hết. Nhưng sau khi mọi người ra về, Chúa cũng biết điều gì đang xảy ra trong mỗi một chúng ta. Amen. Amen. Và Chúa muốn thấy đức tin của chúng ta. Và chúng ta thấy cái kết quả ở đây là gì? Trong đoạn 7 này, Luca đoạn 7 này, kết quả là gì? Chúa Giêsu nói gì? Ta nói cùng các ngươi, giàu trong dân Israel ta chưa thấy một đức tin lớn như vậy. Tôi đọc lại, đức tin mà Chúa Giêsu thấy qua người thầy đội này, đó là Ngài nghe cái lời lập luận của thầy đội này. Amen. Tôi không đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời. Vì tôi ở dưới quyền kẻ khác. Amen. Amen. Và tôi cũng ở trên quyền của kẻ khác. Ông biết Chúa Giêsu có thẩm quyền. Thế thì sáng nay tôi và anh em, ba người tin xác quyết rằng Chúa Giêsu có thẩm quyền trên cuộc sống của tôi và anh em mỗi ngày. Ba người tin rằng Chúa Giêsu có thẩm quyền trên cuộc đời của tôi và anh em. Lời của Đức Chúa Trời đã phán trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Không có một nan đề nào của tôi và anh em mà không có câu trả lời trong cuốn Kinh Thánh này. Cho tôi nghe chị amen. Tất cả đều có câu trả lời ở trong cuốn Kinh Thánh này.
anh em đừng nói xung với Chúa nữa. Đừng nói cái lời nói mà Chúa nói gì? Mỗi một lời nói Chúa được xưng là công bình. Mỗi một lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Có phải không? Anh em, phần đó mà tôi đi với Chúa, càng đi tôi càng chiêm nghiệm lại. Và thấy có nhiều người không được phước. Có nhiều người được phước. Và tôi ngẫm nghĩ, suy gẫm và tôi tìm thấy sứ điệp mà Chúa mặc cả cho tôi. Đúng. Đó là Chúa đã thấy đức tin của họ. Amen. Amen. Chúa đã thấy đức tin của họ. Ngày mà tôi cầu nguyện tôi không có xe Honda, có một người dân hiến cho tôi và họ xin lại, bởi vì họ làm ăn thua lỗ xin lại. Và lúc đó mà chiếc cúp 78 là nó quan trọng đối với tôi lắm. Tôi đạp xe đạp đi ở Sài Gòn Hòa Chúa một ngày từ 40 cây 50 cây số vã hết mồ hôi, không tiền uống nước mía, không tiền gửi xe đạp. Tôi cầu nguyện để Chúa cho có chiếc xe. Và Chúa đưa chiếc xe 78 đến một người dân hiến. Họ dâng 6 chiếc như vậy cho 6 đệ tớ của Chúa. Nhưng khi họ rơi vào hoàn cảnh bế tắc, họ đến với những người họ đã dâng hiến đó, thì những người mà nhận xe đó khước từ cô ấy. Nhưng khi họ đến với chúng tôi nói dạ em, tụi em có vàng, nhưng mà em sẽ bàn với vợ của em, chị cho em vào gặp vợ một chút. Tôi vào tôi bàn với cô Phương. Em ơi, chị dâng cho mình một chiếc xe 78 đó. Bây giờ chị xa cơ lỡ thế, chị mượn mình một chỉ vàng, theo anh mình dâng hiến lại chiếc xe cho chị đi. Và vợ tôi đồng ý ngay. Chú làm rất là lạ, cô Phương đồng ý luôn. Và chúng tôi bắt đầu quan hệ sau, dẫn ra đường Lý Tự Trọng ở Sài Gòn, bán chiếc xe đúng một cây mốt vàng. Và chúng tôi giao nguyên một cây mốt đó chị, cho người chị em đó. Chị khóc. Chị nói không, chị chỉ mượn tụi em một, chị không. Tụi em đã nói chị dâng cho tụi em chiếc xe này, tụi em dâng lại cho chị chiếc xe kia, xe đó. Bây giờ tiền là một cây mốt vàng, tụi em cũng đưa cho chị một cây mốt vàng đó. Chị ngồi chị khóc. Chị dẫn vợ chồng tôi đi ăn một bữa trưa cơm tấm. Và trong cái quán cơm chị ngồi chị khóc từ đầu đến cuối không ăn được. Bởi cách mà Chúa dùng chúng tôi bàn phước lại. Và sau đó chúng tôi không có xe đi, tôi lại đạp xe đạp. Và tôi ước ao đi một chiếc mô tô. Một ngày kia tôi chở vợ tôi đi đến hồ, đường Hồ Văn Huê, Sài Gòn. Tôi đi ngang qua chiếc xe, tìm xe tôi để tôi thấy bán chiếc LA 250 phân khối. Tiếng Anh gọi là LA. Tôi dừng lại, và tôi nói anh dừng lại làm gì? Tôi nói anh vô anh coi chiếc xe này. Và tôi mở đức tin tôi vào, tôi coi chiếc xe đó. Tôi để cho Chúa thấy rằng tôi có đức tin này nghe. Và người chủ xe hỏi anh định mua xe nào? Tôi nói dạ vâng. Và khi hỏi giá là 2 cây mấy vàng. Tôi làm gì có tiền 2 cây mấy đó lúc đó. Và anh ấy biết gì không? Tôi nói dạ được, anh cho tôi thời gian về suy nghĩ. Cho tôi xin số điện thoại, có gì tôi gọi cho anh. Chúng tôi khi còn ở nhà thuê đã đi coi nhà 3-4 tấm. Tôi nói có nhà tôi trên đường Cách Mạng Tháng 8. Tôi dẫn nhà tôi đi coi nhà bằng đức tin. Chú thấy không? Chú thấy không? Tôi muốn đánh thức đức tin mà Chúa gieo trong lòng của tôi và anh em. Đức tin phải sống động mỗi ngày, amen. Amen. Đức tin đừng bao giờ bị cố động. Đức tin không giống như con rùa được. Đó là đụng chuyện là thụt cái đầu vào cái mai. Đức tin phải là không phải như thế. Đức tin là bước đi. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, amen. Amen. Và ta biết điều gì? Ngày nay Chúa cho tôi có xe mô tô, có xe hơi, có nhà cửa, trung tâm giải cứu của Chúa cũng vậy. Tôi mở đức tin đi coi đất, amen. Và Chúa mở đường để mua được đất đai. Như vậy đức tin rất sống động. Hãy để cho Chúa thấy đức tin của tôi và em mỗi ngày. Amen. Đừng bao giờ nói lời tiêu cực. Đừng bao giờ để cho Chúa thấy tư tưởng của ta thấy tiêu cực. Đừng bao giờ để Chúa dò xét và Chúa thấy rằng người này không có đức tin gì cả. Trước khi Chúa chữa lành cho hai người, buộc Chúa kiểm chứng hai người đã có đức tin không. Chúa nói gì? Hai người có tin ta làm được điều hai người ao ước không?
Bây giờ Chúa hỏi Bình, con có tin rằng ta làm được điều con ao ước đó là được giải cứu ra khỏi ma túy không? Chúa hỏi được, con có tin không? Anh em, chúng ta đắc thắng hay không cũng bởi đức tin. Thì tôi nghe chị amen. Giăng nhất đoạn 1, xin lỗi, Giăng nhất đoạn 5. Chúng ta thắng thế gian này nhờ đức tin phải không ạ? Amen. Chúng ta thắng được thế gian này, thắng được sự cám dỗ trong cái thế giới này bằng đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Cho nên anh thấy là có nhiều anh em, ta đi với Chúa rồi, chúng ta làm công việc Chúa rồi, nhưng ta vẫn thất bại dài dài. Bởi vì sao? Đơn giản lắm. Chúng ta không sống bởi đức tin. Amen. Chúng ta không nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, bởi đức tin của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta được cứu cũng bởi đức tin, nhờ ân điển nhưng bởi đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Nếu anh em không có đức tin, anh em không được cứu đâu. Anh em sẽ không được chữa lành đâu. Anh em sẽ không được giải thoát đâu. Anh em sẽ không kinh nghiệm Đức Chúa Trời giải quyết nan đề của chúng ta đâu. Hôn nhân của chúng ta đâu, amen. Nhưng nếu ta có đức tin, chúng ta sẽ thấy mọi điều. Và điều thứ nhất tôi nhắc lại anh em, là Chúa Giêsu là thấy đức tin của người thầy đội này qua lời nói của người thầy đội này, amen không ạ? Chứ bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy cẩn thận từng lời nói của tôi và anh em trên môi miệng này, đặc biệt khi ta đối diện với nghịch cảnh. Amen. Trước khi Chúa ban thưởng, Chúa luôn thử. Tôi lặp lại, trước khi Chúa ban thưởng, Chúa luôn luôn thử. Amen. Chúa đưa chúng ta vào những nghịch cảnh, lửa thử vàng anh em. Amen. Và có nhiều anh em đã rớt trong cái bài tập mà Chúa thử nghiệm. Thí dụ như sau lễ cảm tạ, như tôi nói khi nãy, có một số anh em bị bệnh, bị cảm cúm, nhưng mà tôi thấy họ vẫn xúc động. Nhưng ngược lại có những số anh em ta bị co cụm lại. Ta co cụm lại. Và chúng ta không có sự sống của Chúa. Bởi vì chúng ta đã không biết rằng chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Amen. Tâm linh là người bề trong của tôi và em rất quan trọng. Hallelujah. Amen. Điều thứ hai mà chúng ta học sau này, chúng ta đến với Matthew đoạn thứ hai. Mark đoạn 2, xin lỗi. Đó là câu chuyện bốn người khi một người bại. Chúa Giêsu thấy đức tin họ. Chữ họ để nói về số nhiều và không ạ? À? Nói cả bốn người. Và nói cả cái người bại nằm trên cái võng khiêng đó nữa. Thế anh em, Chúa thấy đức tin ở đây. Thì bốn người khi người bại này và người bại này bày tỏ cái gì mà Chúa thấy đức tin của họ? Tiếp. Việc làm một. Đạt. Tâm linh trong mạch văn này đâu có nói họ cầu nguyện với Chúa. Thầy Hưng. À, sự sốt sắng của họ dỡ mấy nhà leo. Và cái đó Chúa nói thì Chúa thấy đức tin của họ. Nếu mà nó sốt sắng dỡ mấy nhà leo thì bốn cái người khi người bại đó phải không ạ? Hoặc là đoàn dân đông, những người thương người bại. Nhưng mà tôi luôn luôn nói với em một điều, hãy tập trung vào đức tin của cái người bại. Ông bị bại nhưng cái miệng của ông vẫn còn nói được đó. Tôi nghe chị amen. Và khi người ta dỡ mấy nhà, Chú nói với tôi là đức tin của cái người bại này quan trọng lắm. Ông được quyền nói với những người dỡ mấy nhà thôi, phải không? Các bạn không? Thôi đừng dỡ làm phiền, tại chủ nhà ra bắt cả đám rồi ra tòa đi, đi tù, rồi tự nhiên bị dây dưa với nhau, bị đi tù hết sao? Bị phạt tiền hết sao? Và Chú nói với tôi gì? Đức tin của cái người bại nằm trong cái phòng đó. Đó là đầu phục vâng lời những người giúp đỡ mình. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì tôi hỏi anh em này, những ngày qua anh em thật sự vâng lời tôi và những người giúp đỡ anh em hay không? Chúng ta tự suy xét đi. Anh em, lĩnh vực này quan trọng lắm. Khi một người bắt đầu không vâng phục, bắt đầu đức tin bị bóp ngặt chết. Chúng ta nhớ trong Gia Cơ lời Chúa nói gì? Người nói người có đức tin phải không ạ? Hãy chứng minh việc làm của người đây. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh em đi với Chúa, chúng ta phải chứng minh cho Chúa thấy việc làm của chúng ta. Amen. Khi nãy điều thứ một, đức tin, chúng ta phải để cho Chúa thấy đức tin qua lời nói của chúng ta. Amen. Phần thứ hai, đó là chúng ta phải để cho Chúa thấy đức tin của tôi và anh em qua việc làm của chúng ta. Để cho Chúa thấy rằng chúng ta có đức tin. Amen.
Thí dụ như người bị bại ở tại ao Bethesda, khi Chúa đến Chúa nói rằng là ngươi có được chữa lành không? Người bạn là gì? Dạ thưa không có ai giúp đỡ tôi hết. Và khi thiên sứ đến đụng cái mặt nước thì có những người nhanh chân hơn tôi rồi. Và ta biết họ bị bao nhiêu năm? 38 năm phải không ạ? 38 năm. Giấc mơ chữa lành con người này dài hơn cả chiếc xe của tôi. Tôi 17 năm còn người này 38 năm. Gấp đôi hả? Các bạn không anh em? Và chúng ta thấy gì? Đơn giản lắm anh em. Chú Xuân, người đó cần người giúp đỡ phải không ạ? Anh đã để nha. Ngày nay có rất nhiều anh em ở đây. Chúng ta không vận dụng đức tin của mình mà chúng ta giống như trẻ em vậy. Giống như bé Thư, giống như Gia Phước, giống như Diệu Kỳ, giống như Thiên Búa, giống như trẻ em. Đó là cần sự giúp đỡ của ba mẹ mình mà chúng ta không vận dụng đức tin của mình. Tôi để ý cái cách mà người bại nói với Chúa Giêsu: "Chà, tôi không có ai giúp tôi cả." Ông có một cái nhìn rất giống con người phải không ạ? Amen. Đi với Chúa chúng ta phải có cái nhìn siêu nhiên. Đi với Chúa ta phải tin vào những điều siêu nhiên. Đi với Chúa ta phải tin vào những điều màu nhiệm. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Tôi tin những điều màu nhiệm, trên tôi thấy những điều màu nhiệm xảy ra. Tôi tin những điều siêu nhiên, tôi thấy những điều siêu nhiên xảy ra. Đức Chúa Trời của tôi không phải Đức Chúa Trời của một tôn giáo. Amen. Đức Chúa Trời của một tôn giáo đó là được giảng dạy trong nhà thờ. Ngài chỉ ở trong nhà thờ. Amen. Những Đức Chúa Trời của tôi giảng dạy làm Đức Chúa Trời sống với tôi mỗi ngày. Ngài biết Khải đang cần cái gì. Đang cần một tình yêu. Ngài biết Amen đang cần sức mới. Amen. Ngài biết mỗi một chúng ta. Anh em đừng có một cái nhìn như người bại. Khi Chúa đến, được, con có muốn được giải cứu ra khỏi ma túy không? Không ai giúp con. Không ai giúp con hết. Chúa nói, Hoàng, con có muốn được giải thoát ra khỏi bệnh thần kinh không? Lòng vòng không? Làm cái gì cũng lòng vòng không? Dạ, chẳng ai giúp đỡ con, anh Tú bây giờ anh đang chăm sóc anh Hiển rồi. Không còn ai la con nữa hết. Ai giúp con hết? Đôi khi ta cứ nhìn thấy cái cách của con người. Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, cho tôi nghe trẻ mẹ. Ngài để Ngài nói với người đó: hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy, vác giường mà đi. Cho tôi nghe chữ Amen. Cách của Chúa rất siêu nhiên. Amen. Ai trong chúng ta cũng muốn cần giúp đỡ, nhưng mà Chúa muốn ta đứng dậy bằng đôi chân của mình nè, để kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Đừng lấy kinh nghiệm của người khác áp dụng vào đời sống của chính mình. Amen. Mỗi chúng ta có một Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy cho thế giới này, cho gia đình của mình, cho vợ con của mình Đức Chúa Trời của bà. Cho tôi nghe chữ Amen. Đức Chúa Trời của bà. Khi ngày 25 chúng tôi đi về Sài Gòn, sau bữa ăn tối chúng tôi trên xe Grab về nhà, con gái của tôi nghe loáng thoáng nói chuyện với chồng của mình về những cái trả giá của tôi cho cái một vụ giải cứu này. Con gái nhắc lại rằng là khi em còn nhỏ, có học viên đã đến đòi đốt nhà rồi. Nếu Chúa không can thiệp, em đã chết, ba mẹ cũng chết, và nhiều người cũng đã chết trong cái buổi tối đó rồi. Nhưng mà Chúa thật là lạ lùng. Thì chồng của Phước Quyên mới say qua hỏi tôi rằng: ba, kinh khủng như vậy sao? Tôi nói đúng rồi đó con. Và đêm đó cô Phương, cô là hoảng sợ vì thương con, thương chồng. Cô khóc. Và tôi dìu cô ra để dự lễ tiệc thánh. Cô nói tôi, trong lúc tôi dìu cô đi giống như người xỉu vậy. Cô nói tôi gì? Từ ngày anh và em lấy nhau, em chưa bao giờ xin anh một cái gì cả. Em tối nay em xin anh một điều. Và tôi nhìn vợ tôi nói: em xin anh điều gì? Cô Phương nói là: em xin anh đó là từ bỏ cái chức vụ giải cứu mấy người nghiện đi. Con của mình sẽ chết sao? Anh sẽ chết sao? Em sẽ chết sao? Và Chúa cho tôi một lời khôn ngoan. Tôi nói gì? Em có thể cho anh
nói rằng câu đó anh sẽ trả lời một lúc khác. Đêm nay anh không trả lời được. Chúa nghe không? Chúa nghe không? Chúa nghe không? Chúa nghe. Chúa thấy không? Chúa thấy. Tất cả điều gì mà ngày nay tôi đang vui hưởng trong ơn phước của Chúa, tôi phải để cho Chúa thấy. Amen. Amen. Khi tôi ăn năn một điều gì đó, tôi cũng phải để cho Chúa thấy thật sự tôi đã ăn năn và không bao giờ tôi tái phạm điều đó nữa. Tôi nghe chị amen. Amen. Khi tôi nói tôi yêu vợ tôi, thì Chúa nghe không? Và Chúa thấy không? Nếu tôi nói một đường mà tôi làm một nẻo, không bao giờ Chúa thể mang sự vui mừng cho vợ chồng của chúng tôi được. Và ta quay trở lại với phần thai. Đó là Chúa thấy đức tin của những người khi người bại này qua việc làm của họ. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì anh em yêu dấu của tôi, những ngày qua chúng ta có việc làm. Việc làm còn có thể nói là hành động của chúng ta, cách sống của chúng ta. Amen. Cách sống chúng ta ở trong một vụ giải cứu, trong nhà Chúa này, trong buồng của chúng ta. Amen. Trong nhà bếp. Amen. Trên sân bóng. Amen. Ao cá, chuồng gà. Amen. Ở bất cứ chỗ nào, chúng ta phải để cho Chúa thấy việc làm của chúng ta, hành động của chúng ta, cách sống của tôi và anh em. Và chúng ta thật sự có việc làm tốt, bày tỏ mình có đức tin, Chúa thấy, Chúa nghe và Chúa sẽ ban thưởng. Và cuối cùng Mác đoạn 2, đó là người bại đã được tha tội. Amen. Và người bại cũng đã được chữa lành. Amen. Vừa đi vừa ca ngợi Chúa yêu dấu của chúng ta. Phần thứ 3, sáng nay chúng ta sẽ đi đến với công vụ đoạn 14 câu số 9. Công vụ đoạn 14 câu số 9. Bối cảnh đây là một cái câu chuyện mà tại thành Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Rác tin theo. Và biết gì không? Câu số 8, nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra chẳng hề đi được. Câu số 9, người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được. Bèn nói lớn tiếng rằng, ngươi hãy trở dậy, đứng thẳng chân lên. Người nháy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Anh em hãy bắt đầu nhìn thấy điều này. Chúa Giêsu thấy đức tin. Và bây giờ một học trò của Chúa Giêsu là sứ đồ Phaolô, amen, ông thấy đức tin của một người tại thành Lystra bị liệt chân từ nhỏ không đi được. Và Kinh Thánh trong câu 9 là câu chìa khóa cho điều này. Người què chân này ngồi nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để được chữa lành. Anh em có tin rằng khi tôi đang đứng giảng thế này, ở trên tôi nhìn xuống, thế nên tôi có thể biết và cảm nhận người đang nghe có đức tin và không có đức tin không? Tôi nhìn vào mắt của anh em. Người có đức tin, đôi mắt của họ nó phản ảnh cái sự quyết liệt đi với Chúa, amen. Nhưng người mà không có đức tin, người vô tín, nhìn vào đôi mắt á, nhìn xa xăm rồi, nhìn tới Hà Nội rồi, nhìn đi thang máy lên tới chung cư rồi, nhìn xa xăm lắm rồi, nhìn rất mơ hồ. Đi với Chúa mà đôi mắt chúng ta không sáng. Ai có tin rằng Chúa Giêsu đã từng nói đôi mắt là ngọn đèn của thân thể không? Vậy nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể sáng sủa. Còn nếu mắt ngươi tối tăm thì sự tối tăm trong ngươi trở nên sự tối tăm lớn dường bao, amen. Đó là khi một con người đôi mắt của họ không có đức tin, không có sự sáng của đức tin, thì tâm linh của họ trở nên tối tăm, amen. Và bắt đầu họ phạm tội. Và khi họ phạm tội đó thì nó kinh khủng hơn họ phạm tội lúc ban đầu. Họ gieo rắc sự kinh hoàng cho dân của họ, cho cộng đồng còn hơn trước khi họ chưa biết Chúa nữa. Lời của Chúa nói chứ không phải là tôi nói. Anh em, tôi là một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Khi tôi học cái sự việc này,
để người khác được chữa lành hay không, không phải tất cả mọi người lên tôi cầu nguyện. Tôi nói đây là tất cả mọi người được chữa lành đâu. Có nhiều người lên mà chẳng có đức tin, em ơi, đến một cách may rủi, giống như một canh bạc vậy đó. Mong rằng Chúa thương, Chúa đụng mình chút, mong rằng nước miếng của một sư sĩ văng vào mặt mình chút cũng được, mong rằng cũng đẩy mình ngã cũng được, miễn sao mình đụng. Nhưng nên tất cả là con số không nếu người đó không có đức tin. Amen. Sư đồ Phaolô một con người rất là quyền năng, nhưng mà Kinh Thánh ở đây chép rằng, chúng ta đọc lại câu 9, người ngồi và nghe Phaolô giảng. Ở đây một con người có đức tin là họ tập trung khi nghe lời của Chúa giảng, họ đón nhận từng lời, họ đúc từng lời, họ hiểu được lời của Đức Chúa Trời cho thằng ai chứ. Amen. Vì đơn giản lắm anh em, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và sự người ta nghe là khi lời của Đấng Christ, lời Rema, lời được sức vô, lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời giảng cho chúng ta. Có nhiều người ngồi đây không phải tất cả người ta đều đón nhận lời của Chúa, tôi biết điều đó. Có nhiều người nghe bên này, bay qua bên kia. Ta không chịu nghe và đón nhận lời của Chúa cho chính mình. Và nó chỉ tôi một con người đó, tôi nói suốt đời vẫn vậy thôi. Nếu người đó không ăn năn, không hạ mình, không đầu phục và tôn trọng thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta đi tiếp, chúng ta thấy gì? Phao-lô chăm mắt cho người đó. Phao-lô nhìn con người đó một cách chăm chú. Và Phao-lô cảm nhận này, thấy có đức tin, cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Phao-lô cảm nhận được cái người bị bại liệt đó. Chúng ta biết rằng Phao-lô ông quyền năng lắm. Cái áo của ông đắp lên con quỷ, quỷ nó chạy vào không à? Thì tôi tin là cái áo của ông cũng có thể chữa lành người bệnh đó. Anh em. Nhưng mà không phải lúc nào ông đắp người ta được chữa lành đâu. Nhưng mà chúng ta thấy ông chăm chú nhìn cái người bị bại liệt đó. Ông cảm nhận được, ông thấy được đức tin của người đó luôn. Là tin Chúa Giê-xu chữa lành. Amen. Và Phao-lô bắt đầu đến công tác thôi. Anh em. Amen không ạ? À? Phao-lô đến, hãy nói gì? Chúa chữa lành người, hãy đứng dậy. Chúa đã chữa lành người. Và người đó đã nhảy lên một cái đứng xuống và bắt đầu bước đi. Ô dân tại thành lý trên nói gì? Thần nhập vào con người bắt đầu bày tỏ rồi. Phải không ạ? À? Giống như thế gian này nói bà nhập, thần nhập. Sơn quả nôm cười. À, giống thần nhập, bò nhập. À, rồi nổ. Rồi giống như là cho phép cho tà uống. Họ hoảng kinh nói chuyện này không? Làm gì có xảy ra được? Cái người bị bại liệt này mà. Tại sao bây giờ đứng lên rồi thẳng chân nhảy một cái rồi đi? Anh em, phép lạ này chỉ xảy ra khi người bại liệt này có đức tin. Và khi người hầu về Đức Chúa Trời thấy người đó có đức tin, người hầu về Đức Chúa Trời chỉ đến công tác thôi. Amen. Như là cái công tắc mặt điện vậy đó. Amen. Điện lúc nào cũng sẵn có trong dây điện phải không ạ? Cho tất cả chị amen. À, ta cần ánh sáng, bật công tắc. Con giúp bố tắt bóng đèn này. À, bây giờ tôi không cần ánh sáng này nữa. Tắt, tắt. Bây giờ bố cần ánh sáng đây. Cho nên rất đơn giản. Đức tin lúc nào phải sẵn có trong đời sống của tôi và nè. Đừng lúc có, lúc không. Cho tôi nghe chị amen. Đức tin phải giống như hơi thở của mình vậy đó. Mỗi ngày phải có. Có ai ở đây mỗi ngày không thở không? Chị Ân ơi, con có, ngày hôm nay con có thở không? Tại sao con phải thở? Tại sao con phải thở? Thở mình mới sống được. À, men, đúng rồi. Đúng rồi. À, thở mình mới sống được, không thở mình chết sao? Con thấy không? Đức tin cũng vậy đó anh em. Chúng ta không vâng trong đức tin, chúng ta gặp nan đề, chúng ta chết liền. Amen không? Chúng ta phải vâng trong đức tin. Đức tin phải như hơi thở vậy đó. Mỗi ngày phải có sẵn trong đời sống của tôi và anh em. Amen. Hallelujah. Thì khi ta có nan đề, gặp bệnh tật, gặp nghịch cảnh, tôi đang vâng trong đức tin, nói lời đức tin, làm việc bởi đức tin và cho Chúa thấy đức tin của tôi và anh em đi. Bằng cách chúng ta khao khát lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta để lời của Chúa trên nan đề của chúng ta. Amen. Đừng để nan đề trên lời Chúa, mà để lời Chúa trên nan đề của chúng ta. Amen. Đừng để nghịch cảnh to hơn lời Đức Chúa Trời. Amen. Đừng để ý riêng của mình to hơn lời Đức Chúa Trời. Amen. Hãy để lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền, giống như người què tại thành lý trơ. Ông chăm chú nghe sứ đồ Phao-lô giảng,
Ông không để ý đến tật nguyền của ông, amen. Ông không để ý sự mặc cảm của ông, amen. Ông không để ý sự tật nguyền, sự khốn khổ của ông. Ông chăm chú như một người không bị gì cả, amen. Amen. Và tôi tớ của chúng ta đã nhìn thấy ông có đức tin và đến bảo ông, trong danh của Chúa, ta bảo người hãy đứng thẳng lên. Ông vâng lời Chúa. Anh em thấy không? Đức tin là vâng lời Chúa. Nếu một ngày nào đó, một giây nào đó, tôi em không vâng lời Chúa, đồng nghĩ rằng trong bối cảnh đó, ngày đó chúng ta không có đức tin. Ngày đó chúng ta không có đức tin. Cho nên anh em tôi nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng sự điệp sáng nay với chủ đề Chúa thấy đức tin của họ. Ước ao tôi và anh em sống mỗi ngày với Chúa và để Chúa thấy đức tin của một chúng ta rất rõ ràng. Amen. Ba lĩnh vực tôi chia sẻ cho anh em một cách rất là chi tiết. Nếu chúng ta thực sự áp dụng ba lĩnh vực này vào đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng đức tin sẽ đem đến phép lạ, đức tin sẽ đem đến sự chữa lành, đức tin của cá nhân tôi và anh em sẽ đem đến sự tiếp trợ của Chúa, sự nuôi nấng của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, hoặc là ngay ở đây chúng ta vẫn thấy phép lạ của Chúa đến với gia đình của chúng ta tại quê nhà khi đức tin của chúng ta được công bố ra. Cho tôi nghe chị, amen. Còn nếu không, chúng ta sẽ không có nhận được một cái gì cả. Nếu ngày hôm đó bốn người khiêng một người bại từ Tân Khai vào đây và bốn người đó chẳng làm một cái việc gì để Chúa thấy đức tin, thì tôi tin người bại đó ngày hôm đó tiếp tục bị bại, phải không ạ? Amen. Rồi người thay đổi không bày tỏ đức tin của mình qua lời nói của mình, qua lập luận một cách rất là có cơ sở, hiểu biết. Amen. Không nói suông. Amen. Không bốc phét. Amen. Thì tôi tin rằng đệ tớ của ông vẫn bị bệnh. Nhưng mà đệ tớ ông đã được chữa lành nhờ đức tin của ông. Amen. Hallelujah. Và cái người cuối cùng đó là người bại liệt tại Lystra qua chức vụ sứ đồ Phao-lô. Ông đã coi lời của Chúa là số một. Ông chăm chú vào lời của Chúa. Ông không để nghịch cảnh đè bẹp ông. Ông không để bệnh tật làm cho ông bị mặc cảm. Amen. À, ông không nghĩ đến chuyện đó. Ông chăm chú nghe lời Đức Chúa Trời và sứ đồ Phao-lô phát hiện rằng người này có đức tin để được chữa lành. Amen. Và cuối cùng người bại đó đã được chữa lành. Giờ này tôi kêu gọi anh em chúng ta. Roma 14 lời của Chúa nói rằng phàm làm việc gì không bởi đức tin đều là tội lỗi. Anh em hãy cẩn thận từ trong quyết định, từ trong suy nghĩ, từ trong việc làm, từ trong lời nói, từ trong cái nhìn của chúng ta, từ cách sống mỗi ngày ta ở đây, chúng ta coi thử mình vận dụng đức tin không. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ mắc tội với Chúa lắm. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là quyền năng. Nhưng để quyền năng của Ngài chạm đến tôi phải có đức tin. Đức Chúa Trời của tôi và anh em là Đức Chúa Trời của mọi nguồn ơn phước. Nhưng để ơn phước của Chúa đến với chúng ta phải có đức tin. Hallelujah. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của yêu thương, Đức Chúa Trời của những phép lạ. Nhưng để những phép lạ, những ơn phước của Chúa đổ đến cuộc đời tôi và anh em, tôi và anh em buộc phải có đức tin. Hallelujah. Đó là điều rất là quan trọng. Xin tất đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Mỗi một chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta hãy tra xét đời sống của mình. Hãy trước khi cầu nguyện, hãy suy gẫm một chút lời của Chúa nói gì với chúng ta sao hôm nay. Đức tin không phải là lời nói suông. Người thay đổi không nói suông. Người thay đổi đã lập luận một cách rất hiểu biết. Ông hiểu về thẩm quyền của Chúa Giêsu. Anh em chúng ta có biết thẩm quyền đó không? Rất là cần cho đời sống của tôi và anh em. Ai là người khao khát lời của Chúa đến mức độ như thế độ rằng xin Chúa chỉ phán một lời thôi. Cả thế giới này Đức Chúa Trời dựng nên cũng bởi lời phán của Ngài đó anh em. Và lời đó ngày nay chúng ta thấy mặt trời vẫn còn tồn tại, mặt trăng vẫn còn tồn tại, mấy trời vẫn còn tồn tại. Tất cả dải ngân hà tinh tú, sao chổi, sao rua, sao cài, sao bắt đầu vẫn còn tồn tại. Lời của Chúa có sức mạnh. Đảm bảo đức tin của chúng ta có sức mạnh. Chúng ta có những việc làm gì để minh chứng ta có đức tin không những ngày qua? Hãy xem lại việc làm, cách sống của tôi và anh em, hành động của chúng ta và anh em, cử chỉ của tôi và anh em. Có cho Chúa thấy chúng ta có đức tin không? Và chúng ta thật sự tôn trọng lời của Chúa như người què, người bại liệt ở tại thành Lystra không? Chúng ta thật sự khao khát chăm chú vào lời của Chúa không? Hành chúng ta để ý riêng của mình để những điều nó vô bổ ảnh hưởng đời sống của tôi và anh em. Hãy chứng minh lên em. Hãy để cho Chúa thấy đức tin của mỗi một chúng ta cách cá nhân.
Và tôi tin rằng khi Chúa thấy rồi đó, Chúa nghe, Chúa thấy rồi đó, thì không điều gì mà Chúa không làm được cho tôi và anh em. Hãy tỉnh thức. Khi đi giữa nghịch cảnh, đi giữa phong ba, đi giữa bão tố, đi giữa những nan đề, hãy nói lời đức tin. Đừng nói nan đề trở nên nặng nề hơn. Đừng nói ra làm cho nghịch cảnh trở nên lớn lao hơn. Đừng. Hãy đóng cánh cửa lại bằng lời đức tin của tôi và anh em, bằng việc làm đức tin của chúng ta và anh em, bằng sự tin cậy nơi lời tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Hallelujah. 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 Chúa ơi, xin giúp chúng con sáng nay. Xin mở tâm trí và một chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa. Xin làm cho những người theo dõi một sứ điệp này, họ cũng được tỉnh thức, được nhắc nhở về đức tin Chúa giáo của chúng con. Chúng con được cứu cũng bởi đức tin. Chúng con nhận lãnh phước hạnh của Chúa cũng bởi đức tin. Chúng con nhận lãnh sự chữa lành cũng bởi đức tin. Chúng con nhận lãnh sự giải cứu cũng bởi đức tin. Chúng con nhận lãnh những phần thưởng thiêng liêng, nó cũng đến bởi đức tin. Vì cái đó Chúa xin đừng để cho chúng con quên đức tin mà Chúa đã gieo vào lòng của chúng con từ ngày chúng con tin nhận Chúa. Chúa xin cho con có trách nhiệm để làm cho đức tin chúng con sống động mỗi ngày như hơi thở ở trong mình chúng con vậy. Chúa xin cho con vận dụng đức tin qua việc con tin cậy lời Đức Chúa Trời, cho việc con tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Là Chúa xin giúp đỡ chúng con, xin giúp đỡ chúng con Chúa. Càng quá thử thách, xin cho chúng con nói những lời đức tin, sống bởi đức tin. Mục đích chúng con làm điều đó để cho Chúa thấy, chứ không phải để con người thấy. Chúa ơi, xin giúp chúng con đi hỡi Chúa, để con thấy quyền năng của đức tin, sức mạnh của đức tin, kéo ơn phước của Chúa đến gần chúng con, kéo sự nghiệp vĩ đại của Đức Chúa Trời đến gần với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, hỡi Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Shekarama goko toka. He kakarama karama. Shalama karama 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 ka. He. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.